Cái Bùi xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì cái Bùi đang đứng ở chỗ công viên Lê Hiền Riêng, tức là nghĩa trang đô thành cũ ngày xưa đó. Ở chỗ này thì hiện tại cái Bùi thấy là bán bông bán hoa rất là nhiều. Thấy cái Bùi quay cái cảnh quan ở trước công viên cho cả nhà xem nha. Rồi bình tráng lắm. Để kéo tút qua đây luôn nè. Ở phía trong nữa mà cái Bùi giữ xe rồi không có vô được, đứng ở ngoài quay thôi. Bây giờ mình phóng bự lên nha. Rồi bắt đầu từ đây đi, bắt đầu từ đây nha, cái hình phóng bự lên. Ten. Đó, mai kìa. Ui mai quá trời luôn kìa, quá trời đẹp luôn kìa. Mai xong, năm nay thì cái Bùi đi tới đâu rồi mai người ta bán nhiều lắm. Quá tốt bên kia luôn. Quá trời. Có mấy cái chậu bông người ta đi giao á. Đây là kê ghế lên là lịch sử quá ha. Rồi. Chỗ này là một cái góc khác của cái chỗ bán hoa ngay chỗ công viên Lê Riêng nè. Mấy chị đi mua bông về nè. Rồi đã luôn, mỗi người chào bông. Rồi chỗ này là bên hông của công viên Lê Hiền Riêng nè cả nhà. Ở chỗ này thì cái vừa thấy bán bông vạn thọ quá chừng. Không bự nha, không bự lên. Ui chà chà, bông màu cam, màu vàng. Rồi phía xa này thì có bông màu gà, màu đỏ. Quá chừng luôn, dẫn ghê luôn á. Ok, chỗ này là có anh chị tới hỏi bông nè, rồi hỏi sao chạy tiêu rồi buồn á. Đó, chạy ngang cái ta coi bông, cái ta mua bông về chuyện tết. Một giờ thọ đẹp quá trời đẹp. Sẵn ở ngay chỗ công viên Lê Hiền Riêng, cái tia giờ trong phần công viên nha. Ở chỗ này thì hồi xưa mộ không à, bây giờ người ta làm công viên nè, rồi người ta làm khu đồ chơi nè. Đó, bây giờ có cái bảng khu trò chơi giải trí hội tặng đó. Rồi có em bé nè đó, ba dẫn em bé đi chơi công viên vào ngày tết. Đi ngang cái chỗ mà ta trưng bày đẹp không? Đẹp quá. Ban ngày thì ở công viên này ít người, phần thì người ta cũng đi làm. Tối thì chỗ này nó đông vui lắm. Cái Bùi đang đứng ở trên đường Thành Thái Nối Dài, tức là ngay chỗ Nguyễn Chí Phương, chúng ta chạy thẳng xuống Bắc Hải đó các cô chú anh chị và các bạn. Cái chỗ này người ta bán bông tết quá chừng. Hồi nãy giờ Kim Bùi kiếm cái chỗ mà Kim Bùi đứng, Kim Bùi quay mà không có cái chỗ nào là đậu được. Cái chỗ mà đẹp á thì không có đậu xe được, còn cái chỗ mà nó xuống chút thì lại có chỗ sàn đậu xe nè. Đó cái mai nè, trời ơi mai bông quá trời bông, nụ quá trời nụ. Cái này mùa 1 tết mà chỗ hết cái đã luôn á. Con đường dài luôn nè. Rồi sao nè, quá chừng. Ui,
kia nó kìa, kìa. Đó, cái khu này nè. Bên đó đó, bên đó là tao bán một quá trình kìa. Đúng lại chỗ con đường này kiếm cái chỗ mà đậu xe khó thiệt nè. À đây, chỗ này là cuối đường rồi nè mọi người. Đó đó, cái vòng hai ta để chừng rồi bên đây nha. Bên chưa có mà một đường đây. Tìm được cái chỗ đứng gần cảnh rồi nè. Đó, đẹp lắm. Có mấy cô nè, mấy cô lại câu lòng nè. Trời ơi, thích chưa vậy? Đó, mấy chú chơi cho mai nè. Đó, mấy cô nè. Đó, che dù, lại to mai. Thì thước tha. Đây, cái bên kia đường. Tưng bừng luôn. Rồi ở giữa có bán cá kiểm nè. Cận cảnh cho mai nha. Người ta để dưới góc to để ta ở trên người ta uống mấy cái cành lại đẹp ghê. Ồ. Đẹp quá trời đẹp. Rồi cuối cùng cũng tìm được cái chỗ bán tắc nè. Mấy cái chậu chậu tắc. Nãy giờ mình đi là mình thấy mai không à. Ở chỗ này có bán tắc nè. Ở chỗ này bên đây cũng có mai đó nè. Cái gốc đã thiệt. Cái gốc mai kìa. Nhìn cái gốc mai mắt thèm luôn. To là to. Cũng lâu năm lắm rồi. Dùm 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 nha. Đó cái góc này uống lượng đồ. Bên đây ha, bên đây nè. Giờ đã rồi. Một cái chỗ bán tắc đó nè. Người ta ở đây người ta cột nơ đỏ đỏ đẹp. Rồi bây giờ mình nhìn ra ngoài phía bên kia nha, nãy mình đứng bên đó đó. Đó còn cảnh cái khu mà bán hoa ở đường Thành Thái. Ôi đẹp quá đẹp. Mấy cái gốc mai ở đây coi đã thì chứ. Ôi gốc nè. Ôi đã quá. To. Nhìn tuyệt vời luôn á. Rồi cả nhà chưa, ai chưa đăng ký thì đăng ký nha, ai chưa bấm subscribe, ai chưa bấm like luôn nha. Ôi em có nhiều cái chỗ hay lắm. Rồi bên đây, bên đây. Ui quá trời luôn kìa. Nãy mình đi bên đó đó. Đó, vui không, vui không.
phía bên kia thì mai nhỏ, và mấy cái góc bên đây là mai bụi trắng. Đã quá trời đã. Ở cái chậu mai này người ta cố tình ta cho nó nở trước hay sao ta, để trưng bày chị. Nó bung hết trơn rồi nè, nhưng mà công nhận nó đẹp thiệt, nó nở hết nguyên cây luôn kìa. Rồi nhìn xum xuê đã thiệt. À, nó bự lên nha. Ôi kìa, trời ơi đẹp tuyệt vời luôn á. Bên trên toàn cả chốt chỗ bán nè. À, ngay chỗ này là đường Tô Hiến Thành nè cả nhà. Tô Hiến Thành cái mình quẹo vô. Còn ngay chỗ ngã tư này là ngã tư Tô Hiến Thành với Thành Thái nè. Rồi ra đây là thấy quá chừng, bên đây bán bông hồng tiền nè. Phúc nè. Cái góc đã ơi là đã. À, nhìn cận cảnh cái đó rồi. Mấy anh chị này thấy mấy góc này đã quá vô hỏi nè. Rồi hỏi đúng ngay cái góc rồi. Chẳng mua về cái năm sau chủ cho năm sau quá. Chứ hôm nay nó nổ bung quá trơn rồi, chân gì nó chân. Cái này mà đem chợ chạy về nó từng 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 bụng nó cũng lớn mỡ.